mười một sự thật về tình yêu và chuyện ấy đàn ông nên biết trước khi yêu trước khi yêu đàn ông nên biết vài điều cơ bản có những sự thật về tình yêu không nói thì chúng ta cũng biết nhưng có những sự thật khác mà có thể các ông sẽ cảm thấy bất ngờ khi được tiết lộ đó chính là những điều đó một chúng ta rất có khả năng có tình cảm nhiều hơn một người ở cùng một thời điểm đó là chuyện bình thường nhưng vẫn có những người chọn ngoại tình trong khi nhiều người khác vẫn thủy chung sự khác nhau nằm ở bản lĩnh và cách đàn ông có thể vượt qua được cám dỗ hai Số lần làm chuyện ấy không liên quan đến tình trạng mối quan hệ của bạn khi chuyện ấy vẫn diễn ra tốt đẹp thì nó chiếm 10% sự quan trọng trong một mối quan hệ. Nhưng khi đời sống giường chiếu trở nên tồi tệ thì nó lại chiếm 90% sự quan trọng trong một mối quan hệ, nó giống như chuyện khi người ta muốn, người ta sẽ tìm cách khi người ta không muốn nữa. Mọi thứ đều là lý do, nên xem làm chuyện ấy và sự thật về lượng calo anh em đốt cháy ba, không có gì là hoàn hảo là không có ai hoàn hảo và cũng không có một mối quan hệ nào hoàn hảo cả một mối quan hệ lâu dài chỉ tồn tại bởi một nguyên tắc công nhận những điểm tốt và chấp nhận những điểm xấu của nhau. 4. Lãng mạn không phải là minh chứng của một mối quan hệ, bền vững một mối quan hệ sẽ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau và sự lãng mạn thường bùng nổ trong giai đoạn đầu tiên. Không phải là càng yêu nhau lâu, người ta hết lãng mạn, chỉ là họ không đẩy nó lên đến mức quá phô trương. 5. Mỗi một mối quan hệ đều tồn tại một vấn đề riêng hay như dân gian vẫn có câu trong chăn mới biết chăn có giận, nó giống như sự thật số 3, chỉ là cả hai đều chấp nhận được con giận đó và sống trong sự ấm áp của cái chăn thôi. Nên xem 5 điều cần làm để duy trì một mối quan hệ lâu dài 6, giai đoạn thăng hoa nhất của phụ nữ là độ tuổi 50 đến 60 mặc dù người ta vẫn hay nói rằng độ tuổi sung mãn của con trai là 19 của phụ nữ là 30, nhưng sự thật là độ tuổi phụ nữ vào khoảng tận 50, bởi vì ở tuổi này, họ có thể hiểu chính mình cũng như hiểu người khác, và đó là lý do khiến cho chuyện ấy thăng hoa hơn. 7. Những vấn đề trong mối quan hệ cũ có thể quay trở lại nếu các ông chưa học cách giải quyết nó mà chọn cách chia tay, nên xem ba bài học lớn nhất mà người yêu cũ đã dạy cho tôi 8. Phần lớn các cặp đôi đều sẽ đang đã từng chán đời sống giường chiếu của họ khi cả hai đều không làm mới mình và khi ở bên nhau một thời gian tương đối đó là chuyện đương nhiên. 9. Kinh thường là cách nhanh nhất giết chết một mối quan hệ 10. Cách nhanh thứ hai là không phân biệt được giữa tính cách và hành động của đối phương tôi ví dụ, lười biếng là tính cách của một người. Chưa giặt đồ là hành động của một người, chưa giặt đồ không đồng nghĩa là người đó lười biếng, đó là lý do anh em cần phân biệt tính cách với hành động của đối phương để đánh giá sai họ. 11. Những điều nhỏ sẽ giúp tình yêu thăng hoa.